Rồi hiện tại em đang lên 4 đực của chú chị, 4 đực em đang là tối nè. 21 triệu một con nè. Nó 4 con này em giao về Sa Đéc Đồng Tháp ha. Nó màu nấy pin lực dữ dằn luôn. Nó về xuống dưới kia bắt thêm mấy con. Nó đi chung xe luôn. Rồi. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cho chú chị hình ảnh của hai con đực ha. Đó, hai con này thì nói chung thì cũng mới 5 tháng tuổi của chú chị. Đó, chiều cao là 1m11 bò hết rồi. Đó, chiều cao 1m11 bò với phía sau khu ha. Đó, chân móng thì hoàn thiện, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó, tướng tá cấp mình này của chú chị, chân móng nè. Đó, chân móng hai con đều chân móng sò ha. Đó, chân móng sò tùm lít hẳn. Đây chú chị, nó tiền nào của nấy, hai con này thì giá cả yêu thương luôn. Đó thì hai con này anh chủ nhà muốn bán với giá là 27.500.000. Đây, nói chung thì lụm tiền nào của nấy hết cô chú chị. Đó, nói chung là hai con bò này cũng hơi găng găng. Đó, nhưng con này hình như lúc nhỏ có bị viêm da nó cục mấy cái lỗ tai nữa nè, nhưng mà hiện tại nó hết rồi ha. Thành khỏe bình thường. Nói chung không có giá thành vấn đề gì. Đó, chừng móng thì chừng móng sò không nè, cô chú chị tham. Đó, thì trước khi em vô bò thì bà con mình có quyền kiểm tra bò trước khi thêm tốn tiền. Thứ nhất mình kiểm tra có bú vỗ cả hay không, có thằng núng thằng ruột hay không, rồi bà con mình sẽ nhận bò ha. Đó, hai con này giá là 27.500.000 mà cô chú chị, giá cả yêu thương luôn, hai con đực. Đây, lưng. Đây, đít này. Em nói chung thì hai con này thì nó cũng hơi găng bò. Nói chung lụm tiền nào của nấy ha. Thì bà con nào muốn mua về nuôi dỗ thêm thì cứ liên hệ số điện thoại để trong màn hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số anh chủ nhà cô chú chị này mình điện trực tiếp. Đó, nói chung tại vì găng bò, chủ nhà nuôi ăn uống thiếu thốn của chúng chị nên nó cũng hơi găng ha. Về mình chích sổ lãi, chích xăng gan rồi thì ăn uống mạnh nó sẽ phát triển bình thường. Đó, thì coi những cô chú chị nào những có nuôi những con bò mà nó bị thiếu ăn thiếu uống á, mình có kinh nghiệm rồi thì mình bắt. Đó, mấy con bò này về mình nuôi dỗ ha. Đó, nói chung là tiền nào của nấy. Đó, nhầm con tại sao con kia cũng 1m11 bò mà giá người ta có 20 triệu, mấy triệu mà cái con này cũng chiều cao 1m1 cũng 1m11 bò. Đó, hai con này cao 1m11 bò rồi sao có hai con mà có 27 triệu, 27.500.000 mà. Đó, nói chung thì tiền nào của nấy ha. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng cặp đực thì cứ liên hệ số điện thoại để cần hình. Đó, bò này thì cao, chiều cao là 1m11 bò trơn nha cô chú chị. Đó, chiều cao 1m11 bò. Đó, ăn uống thì bình thường ha, bò thì ăn uống mạnh khỏe. Có con cái thì chủ nhà nuôi không có thích ăn nè, không cỏ nè. Nó chỉ ăn rơm mì bạ nó thôi. Nói chung thì tiền nào của nó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua cặp này về mình nuôi dỗ thêm. Giá là 27.500.000. Đó, cặp đực này giá là 27.500.000 nè cô chú chị. Đó, bò thì mạnh khỏe ha, chân móng hoàn thiện, không ốp xe là xuống đúng xuống ruột gì. Đó, nhưng con này thì lúc nhỏ bị viêm da lỗ tai. Đó, nhưng hiện tại bây giờ hết rồi. Đó, thì cô chú chị nào thấy ưng ngay đực này thì cứ liên hệ số điện thoại để trong màn hình. Còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì em đến nhắn tin số chủ nhà của chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó thì em kinh săn mua bò bánh tem ăn sống 12 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày. Đó thì bà con nào muốn mua bò sinh sản, bò dấu béo thì phèo 2 khung giờ đó cưng thì điện cho em ha. Đó, tướng tá nè. Đó, hai con này giá là chỉ có 27 triệu. Chị thấy không, tướng tá cũng dài đòn ha, mặt mày cũng sáng láng nè. Đó, tướng tá cấp mình nè. Đó, chân móng thì hoàn thiện. Đó, nói chung thì bộ đực hiện tại giờ cũng đang có cái phương hướng là hút tội của chú chị. Đó thì hình ảnh và giá cả của hai đực này thì em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó, để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay. Rồi, để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi của chú chị hình ảnh của hai con đực kem và một con bò cái kem ha. Đó, con bò cái kem F1 thì bốn nuôi của chú chị. Đó, tướng tá cấp mình thì khỏi nói luôn. Đó, nhưng mà đây hôm nay có con này nó bị viêm da nó cục nhưng mà nó hết thì hiện tại nó hết rồi nghe cô chú chị. Con này thì pin lực thì thôi khỏi nói. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Đó, cái con bò cái này nè là chiều cao, với con bò đực là chiều cao là từ 1m13 tới 1m14 bò của chú chị. Đó, con bò cái này với con bò đực kem nè
Nó con kem giữa nè ha, đó là cao 1m13-14, nó bò nằm lụng 7 tháng mấy tuổi của chúng vị. Đó, còn con này khoảng 8 tháng tuổi nè. Đó, con diêm da này phải khoảng 8 tháng tuổi nè của chú chị. Đó, nhưng nói chung thì diêm da thì cũng không ảnh hưởng gì của chú chị. Nó ăn da con này nó hồi nhỏ là bị diêm da dữ dằn luôn nè, giáp mình luôn. Đó, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì, nó sẵn lớn phát triển bình thường nè của chú chị. Nó uống mà nó biên lực dữ dằn luôn. Đó thì em sẽ báo giá từ con ha, thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ mình mua về mình nuôi vú béo thêm. Đó, còn con diêm da này thì nói chung nó bị diêm da chứ mình nó phát lực lạc khỏi nói luôn, nó chỉ có bị ngoài da không nghe của chú chị. Đó, con nó tướng tá cấp mình thì khỏi chê luôn. Đó thì của chú chị mình nên con nào bắt con đó ha. Đây còn con cái nè, con cái kiểu mẫu nuôi là hết lằn luôn. Đó thì ba con bò này em quan sát là chân bóng thì chân bóng sò, xương sóc nào nấy thì khá to nè cô chú chị. Đó, xương sóc thì khá to ha, đây rúng nè. Đó, tướng tá cấp mình thì khỏi chê. Đó, còn một cái rúng nè cô chú chị. Đó, còn một cái rúng nè, kiểu mẫu nuôi nè ha. Đó, chân bóng sò cùm đứng thẳng, xương sóc rất to. Đó, chân trước nè. Đó, phần vú thì 4 vú nè cô chú chị. Đó, còn một cái này thì 4 vú ha. Đó, tướng tá một cái khỏi nói luôn. Đây cái mặt nè, con một cái này có lú sừng ha, có búp sừng mà sừng da không chú vậy. Nó sẽ mặt thì nghiêm chỉnh nè, sẽ lưng sẽ mặt nghiêm chỉnh ha. Đó, mấy con cái này hết nói luôn, cái tướng tá cấp mình khá hay luôn của chú vậy. Đó thì con cái này anh chủ nhà ông bán giá là 18 triệu nè. Đó, con cái này giá 18 triệu nè, kiểu ông nuôi nó dài đòn khỏi nói luôn của chú chị, cái đích luôn đó nè. Đó, em có nói con cái này cái đích thôi. Ba con bò này con nào nói nó lực như nhau luôn. Đó con đực này nè, đây con đực này thì con đực giữa nè, con này thì không có bị diêm da nhưng mà cái dàn lưng với cái dàn vai của nó thì khỏi nói luôn, nói mấy con bò này lực thì dữ dằn luôn nè. Đó cái vai của nó là của chị thấy phần vai của nó không, vai với đích chúng nó nè. Nó xong lưng nè, nó đã tướng tá cấp mình nè như chị coi nè. Đó thì con đực này anh chủ nhà cũng bán con đực này với giá là 21.500.000 nè cô chú chị, giá là 21.500.000 ha. Nói chung mấy bò này giá này là giá chốt không nghe cô chú chị, giá chốt không không còn thương lượng nữa ha. Đó con cái kiểu móng nuôi sướng tái dài đòn, con cái này màu xám. Đó nói con cái này bán nói chung thì cũng có cỏ giá bê luôn, chắc mắc con bê chắc khoảng 500.000. Kiểu mẫu nuôi rất đẹp, cái sân lưng của nó nè cô chú chị coi nè, con này nó được giá là phải 20 mấy triệu. Nói cái lưng của nó thì hết nói luôn. Còn cái con diêm da nè, con này thì chiều cao 1m19 tới 1m2 bò của chú chị. Đây xương sóc cối luôn. Nên nói con cái này thì con đực này xương sóc rất to luôn nè, rúng nè. Nó bị diêm da sợ giáp mình luôn, nhưng mà hiện tại nó hết rồi ha, nó mạnh khỏe bình thường. Quá mấy cái con diêm da này nó lực lại khỏi nói luôn. Đó con diêm da này có giá là 20 triệu nè chú chị. Mặt thì mặt cục mỏ bự nè, thấy không em, nó cái sân lưng của nó một cái ha, nó ú ì luôn. Con này mà nó không bị diêm da một cái ha, con này phải nằm giá là 23 triệu, chưa mua được bò này nữa chú chị, nó thiệt luôn á. Con này mà không bị diêm da nè, đó tướng tá cấp mình không có chê cái gì luôn. Nó nói chung thì nó cũng không ảnh hưởng gì, nó cũng lực lạc bình thường của chú chị. Nó tướng tá nè chú chị thấy không, hết biết con bò không, cái dàn cổ của nó thì còn dữ dằn luôn. Đó thì cái con diêm da này nè, con này thì bự nhất, nó giá là 20 triệu. Đó thì bà con nào thấy ưng thì mua, mình mua về mình nuôi vú béo ha. Nói chung thì nó bị ngoài da không bị ở trong cơ thể nha chú chị. Đó đầu thì bồ bút sừng ha, nhưng mà sừng da luôn, lúc lắc lúc lắc, mặt bự, nó dòng kem xám này nè, nó cái dạng dai với dạng cổ bò này dữ dằn luôn của chú chị. Đó thì của chú chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình. Đó thì em đang có chuyến giao về Tây Ninh với Vĩnh Hưng Long An, Vĩnh Hưng Long An của chú chị với An Giang ha. Bà con nào ở mấy vùng đó thì sẽ ghép xe cho bà con mình nè. Cô chú chị coi cái dàn dai của nó nè, dàn dai của con diêm da cái lưng nè.
em thấy em nói với cái dàn da với dàn đít của con này hết biết nói nổi luôn đó. Nó mà không bị viêm da cái 23 triệu chưa mua được bò này nè cô chú chị. Con này thì 8 tháng tuổi nha, nó dài đòn tướng tái dài đòn cấp mình nè cô chú chị thấy không. Em nói tướng tái dài đòn tướng tái cấp mình nè, nó nhưng nó lạnh lạnh khỏe bình thường, chân móng hoàn thiện, không có con nào bị ổ xe là xuống rúng xuống ruột gì đó. Còn con được kem vàng này nè, con này giá là 21.500 nè, pin lực thì thôi cũng dữ dằn luôn cô chú chị, tướng tá cấp mình ha. Bò này toàn bộ thế không, đấm tàn cấp mình mấy bộ thế không cô chú chị, sao nuôi lên lượng thịt dữ dằn luôn. Con này thì có bông bụng ha, bông bụng với bông đuôi đó. Con đực giữa này giá là 21.500 đó. Đây nè, cái dàn dai của nó nè cô chú chị coi nè, lưng đâu dai đâu không, mấy bò này là lưng đôi. Còn con cái này nè cô chú chị, em nói con cái này thì kiểu món nuôi rất đẹp ha, tướng tá dài đòn, đít lưng thì khỏi nói luôn. Đây nè, em thấy nó cái lưng của nó nè cô chú chị, cái dàn lưng của nó nè nó bằng như tấm dán luôn, con nào nấy pin lực khỏi chơi luôn. Bò cái đóng cấp mình tàn bò thế không đó, thì cô chú chị nào thấy ưng con nào mình bắt con đó ha. Đó, còn con cái này giá là 18 triệu đó, giá là 18 triệu cô chú chị, kiểu muốn nuôi ép 1 dài đòn sái tích nghiêm chỉnh, chân móng hoàn thiện ha, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì đó. Thì hình ảnh và giá cả của ba con bò này thì em gửi đến đầy đủ cô chú chị mình rồi. Đó, còn con đực chim da này nè, chào bá luôn, tướng tá cấp mình nè, chúng chị coi nè, cái dàn cổ nó thì còn không, hết nấu cái dàn cổ luôn. Đó, con bò đóng vô ngay con bò thế luôn cô chú vị. Đó, con này nè, cái dàn dai của nó nè, thấy em nói cái dàn dai cái lưng của nó nè, chúng chị coi nè. Đây nè, chim da thì nó đâu có ảnh hưởng gì đâu. Đó, con bò vẫn phát triển bình thường. Đó, mới 8 tháng tuổi hết hai con bò không. Đó, giá là 20 triệu. Đó, giá 20 triệu ha, nó là bự nhất tại vì nó bị viêm da nên nó sụt mấy triệu bạc các cô chú chị. Đó, còn con giữa giá là 21.500, cấp mình cũng hay. Đó, đóng thế cũng hết lần không. Đó. Rồi thì hình ảnh vậy cả mấy bò này em gửi đến đầy đủ cô chú chị mình rồi. Đó thì để bây giờ tiếp tục video đăng bán ngày hôm nay.